Trần Thủ Độ được coi là gian hùng, hay nói nhẹ đi là quyền thần cuối triều Lý trong việc thúc đẩy việc sụp đổ của nhà Lý để chuyển sang cho nhà Trần. Tuy nhiên thì Trần Thủ Độ chỉ là người hoàn tất công đoạn cuối được đàn anh Trần Tự Khánh dọn đường từ trước. Trần Tự Khánh mới thực sự là tay gian hùng số 1 trong việc thúc đẩy chuyển từ Lý sang Trần. Thực ra thì vai trò của Trần Thủ Độ rất rõ ràng khi chỉ một thời gian ngắn cầm quyền đã đổi ngai vua từ Lý sang Trần. Nhưng mà trước đó, người đánh đông dẹp bắc một thời gian dài giúp nhà Trần trong giữ thiên tử ngoài áp chư hầu là Trần Tự Khánh. Giai đoạn này thì ít được biết hơn, nhưng bây giờ sẽ là lúc chúng ta vén bức mảnh lịch sử này ra. Năm 1209, khi loạn Quách Bốc xảy ra thì vua Lý Cao Tông phải chạy ra ngoài, còn thái tử là Lý Sảm, sau là Lý Huệ Tông, phải nương nhờ Trần Lý, tức là ông nội của Trần Thái Tông, và người em vợ của Lý là Tô Trung Từ. Trần Lý có ba người con là Trần Thừa, Trần Tự Khánh và Trần Thị Dung. Nhờ họ Trần góp công dẹp loạn mà Lý Cao Tông được trở lại Thăng Long, nhưng lúc này thì Trung ương không còn kiểm soát được các phiên trấn nữa. Ba phiên trấn lớn khi đó là họ Trần, Nguyễn Nộn và Đoạn Thượng. Ngoài ra còn lực lượng tàn quân Quách Bốc, họ Hà ở miền núi phía Bắc, họ Phạm ở Hải Dương. Họ Trần với quân đội riêng là lực lượng mạnh nhất khi đó, nhưng mà vẫn chưa đủ trấn áp các thế lực khác. Và năm 1210, Trần Lý qua đời do tử trận trong các cuộc chiến với phiên trấn khác. Anh em Trần Thừa và Trần Tự Khánh thay cha lãnh đạo quân đội họ Trần, nhưng người em Trần Tự Khánh lại tỏ ra xuất sắc hơn về tài cầm quân. Sử cũng chép, Trần Lý bị giặc giết chết, con thứ hai là Tự Khánh lên thay, cai quản quân ra. Những năm sau này, Trần Tự Khánh là người nam chinh bắc chiến, đánh đông dẹp tây để giữ lãnh địa cho họ Trần và đưa dòng họ bước vào vũ đài lịch sử. Năm 1211, Lý Huệ Tông lên ngôi, tháng 2, mùa xuân, sách lập Trần Thị Dung là Nguyên Phi, dùng cậu Nguyên Phi là Tô Trung Từ làm thái úy phụ chính, phong anh Nguyên Phi là Trần Tự Khánh làm Trương Thành Hầu, sử nhà Nguyễn chép là Trương Tín Hầu. Tháng 7 năm đó, Tô Trung Từ đi thông dâm bên ngoài bị đánh chết, nhưng mà quyền lực đến tay Trần Tự Khánh cũng không dễ dàng. Thái hậu họ Đàm, mẹ của vua Huệ Tông khi đó, rất ngờ dã tâm của người họ Trần. Cuối năm 1211, Trần Tự Khánh rầm rộ kéo binh đến đóng ở bến Tế Giang. Thái hậu nghe quân đến, ngờ là Trần Tự Khánh có ý mưu việc phế lập. Trần Tự Khánh bèn cắt tóc mà thề với trời đất, rồi lại sai công chúa Thiên Trinh, tức là Trần Thị Dung, tâu với bà Thái hậu rằng mình không có ý gì khác, nhưng Thái hậu cũng không tin. Vua Huệ Tông thì không có chủ kiến. Một mặt ông giao hết binh quyền cho Tự Khánh để dẹp các phiên trấn khác, nên đầu năm 1212, ra lệnh cho trăm quan văn võ đều phải nghe lệnh ở Trương Thành Hầu. Nhưng mặt khác, Huệ Tông lại nghe lời mẹ nên dễ dàng đổi ý với Tự Khánh. Đầu năm 1213, Đàm Thái Hậu ngầm hẹn các tướng đánh úp quân của Trần Tự Khánh. Tự Khánh không phải kiểu người ngu trung, nên khi bị đánh lại đã phản kích ngay. Đại Việt sử lược chép, Trần Tự Khánh dẫn quân vào cung cấm đốt cầu Ngoạn Thiềm rồi kéo về bến Đại Thông. Vì chuyện này, Huệ Tông lần đầu thân chinh cầm quân đi đánh Tự Khánh nhưng không thành công. Sau vụ đó, Tự Khánh đã tìm cách giàn hòa để về dưới trướng của Huệ Tông, thậm chí dùng chiêu đút lót nhưng mà không thành. Sử chép là Trần Tự Khánh thả Doãn Tín Dực, một viên sủng thần của Huệ Tông được Tự Khánh bắt nhưng tha chết trước đó, trở về kinh sư. Rồi nhân đó, Trần Tự Khánh đem nhiều của đút lót cho Doãn Tín Dực và bảo Dực rằng: "Ông về đấy hãy khéo vì ta mà tâu trình cho ở vương cung, được rõ cái lòng trung thủy, cái khí tiết của ta, để ở đấy đừng có nghe theo lời xàm xiểm của kẻ tiểu nhân, khiến cho ta được bảo toàn tính mệnh nhé." Doãn Tín Dực về đến kinh sư, nhà vua hỏi đến Trần Tự Khánh. Doãn Tín Dực lại tâu rằng Trần Tự Khánh có lòng xoắn nghịch, nhà vua cùng Thái Hậu lại càng oán ghét Khánh. Khi mà không về được với triều đình thì Trần Tự Khánh chả ngán gì, sẵn sàng đánh luôn kinh sư. Sử chép, đầu năm 1214, Trần Tự Khánh hội họp các đạo binh lại mà thề nguyền tại miếu thờ Đỗ Thái Úy ở Đông Phủ Liệt để sắp muốn đánh kinh sư. Trần Tự Khánh chia quân ra làm hai đạo là Thủy Quân và Lục Quân, sai Phan Lân và Nguyễn Nộn đem binh ở Quốc Oai theo con đường Bình Nhạc tiến đánh theo Lục Lộ. Trần Tự Khánh thì tự lãnh binh thuyền đóng ở sông Tha Mạc. Trần Thừa và Trần Tự Khánh đánh mặt Hữu Ngạn sông Lô. Trần Thủ Độ, Trần Hiến Sâm và Nguyễn Ngạn đánh mặt Tả Ngạn sông Lô. Vương Lê, Nguyễn Cải đánh Cầu Nổi thuộc bến Triều Đông. Có thể thấy rằng ở thời điểm đó, Trần Tự Khánh đã nhận ra tài thao lược của Trần Thủ Độ, nên mới giao cho việc chỉ huy quân ở Tả Ngạn, còn mình chỉ huy quân ở Hữu Ngạn. Sau trận đó, Trần Tự Khánh cho Trần Thủ Độ giữ Lạng Ải rất quan trọng.
Dù vua Huệ Tông lần thứ hai đích thân cầm quân đánh Tự Khánh, nhưng mà các cánh quân đều thua các tướng nhà Trần nên phải chạy đến Lạng Châu. Dù đánh thắng nhà vua nhưng mà Tự Khánh tiếp tục xin về dưới trướng vua. Sử chép là Trần Tự Khánh cắt tóc sai người dâng cho nhà vua và tâu rõ ý mình rằng là: "Tôi thấy bọn tiểu nhân ở cạnh vua, chúng che lấp ngăn cản các bậc trung lương, dân tình thì uất ức không biết theo đâu mà chuyển đạt thấu lên trên. Cho nên nhân đó mà tôi tụ họp người trong nước khởi binh đánh bọn này, cắt bỏ gốc rễ của sự hiểm họa để làm yên lòng dân. Và đến phận mệnh của vua tôi thì không dám một tí xúc phạm, lại há có cái ý quá ỷ vào việc chăm đánh dẹp đó hay sao? Chẳng ngờ là tôi đã khiến cho Xa Giá phải lẩn tránh chỗ khác. Tôi tự lượng biết thân tôi, tội tôi thật đáng muôn chết. Xin bệ hạ hãy tạm nguôi cơn giận mà đưa Xa Giá trở về kinh sư." Rồi Trần Tự Khánh lại sai Đàm Kinh Bang đốc xuất trăm quan chuẩn bị pháp giá để đón vua trở về kinh. Lý Huệ Tông thì đã có ý muốn về, nhưng mà phe phái của Thái Hậu tìm đủ cách can ngăn. Cuối cùng, vua nghe lời Thái Hậu không về với họ Trần dịp đó. Huệ Tông không về thì Trần Tự Khánh lập tức có đối sách khác là lập vua Lý Khác lên ngôi. Sử chép tháng 2 năm 1214, Trương Thành Hầu Trần Tự Khánh triệu tập các bậc vương tước và trăm quan để nghị bàn về việc cải lập. Rồi sai người đi đón con của vua Anh Tông là Huệ Văn Vương ở Hạc Kiều lập làm vua. Ngày đó Trần Tự Khánh sai bắt người trong gia tộc của Thái Hậu là bọn Đàm Kinh Bang. Tất cả đều bị trói thêm bằng dây thép rồi cầm tù ở Mỹ Lộc. Tháng 3, Huệ Văn Vương lên ngôi vua ở Điện Thiên An, đổi niên hiệu là Càn Ninh và lấy hiệu là Nguyên Vương. Việc tự ý lập vua khác trong khi vua cũ chưa truyền ngôi, thời xưa được coi là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên, với Trần Tự Khánh thì ông coi ngai vua như một trò đùa, chỉ là một vật để tạo dựng vị trí vững chắc cho dòng họ. Bản thân Trần Tự Khánh sau này còn nhiều lần hí lộng ngai vàng nhà họ Lý và dần dần từng bước củng cố địa vị của người họ Trần. Trần Thủ Độ sau này ép vua Huệ Tông phải nhường ngôi cho con gái Chiêu Hoàng, rồi lại để Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Thì cái việc đó được sử sách nói nhiều. Nhưng bối cảnh của Trần Thủ Độ khi ấy là lúc nhà Trần gần như nắm hết binh quyền, chứ không liều như Trần Tự Khánh dám cầm quân chống lại Huệ Tông, phế lập ngôi vua họ Lý trong lúc vẫn chỉ là một sứ quân. Và đó không phải là lần phế lập vua duy nhất mà Tự Khánh làm trong đời. Năm 1214, sau khi bất thành trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của đương kim Hoàng thượng Lý Huệ Tông, thì Tự Khánh đã dựng con vua Lý Anh Tông là Huệ Văn Vương, tức là chú của Lý Huệ Tông lên ngôi. Nước cờ lập Huệ Văn Vương lên ngôi vua là cách để Tự Khánh tạo chính danh cho mình, để người trong nước khỏi coi ông là phản loạn. Đây chính là kiểu mà kẻ khởi loạn trước đó là Quách Bốc lập Lý Thẩm, anh của Lý Huệ Tông, lên ngôi để đấu lại với Lý Huệ Tông. Thực ra thì một nước mà có hai vua thì sẽ dẫn đến loạn lạc lâu dài. Bài học có thể thấy từ việc khá giống bên Trung Quốc khi Bắc Ngụy Hiếu Vũ Đế Nguyên Tu bất mãn với sự kìm kẹp của quyền thần Cao Hoan đã chạy sang địa bàn của sứ quân Vũ Văn Thái. Cao Hoan thấy vậy bèn lập người em họ của Nguyên Tu là Nguyên Thiện Kiến lên ngôi, sử gọi là Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế. Miền Bắc Trung Quốc đầu thế kỷ thứ 6 bị phân liệt thành Đông Ngụy của Nguyên Thiện Kiến và Tây Ngụy của vua cũ Nguyên Tu, rồi Đông Ngụy thành Bắc Tề, Tây Ngụy thành Bắc Chu. Rốt cuộc thì phải đến năm 581 thì Tùy Văn Đế mới thống nhất lại được. Quá trình thống nhất như vậy phải trả giá bằng rất nhiều xương máu của người dân. Lịch sử Việt Nam sau này cũng có giai đoạn phân liệt như vậy. Đầu thế kỷ 16, khi Mạc Đăng Dung trở thành quyền thần, lấn át ngôi vua, thì Lê Chiêu Tông không chịu nổi. Năm 1522, Chiêu Tông mới chạy ra huyện Minh Nghĩa ở Sơn Tây, vùng đất này thuộc tỉnh Hà Tây. Lúc đó ông mưu ngầm với bọn Phạm Hiến, Phạm Thứ, sai người đem mật chiếu vào Tây Kinh, bảo Trịnh Tùy nghênh viện. Hôm sau Đăng Dung nghe tin, cho người đuổi theo, nhưng mà Chiêu Tông quyết chống lại, chạy vào thành Tây Kinh. Trong kinh thành, Mạc Đăng Dung cùng Thái sư Lượng Quốc Công Lê Phụ và các công hầu lập em của Chiêu Tông là Lê Xuân lên ngôi. Dù sau này Lê Chiêu Tông bị Mạc Đăng Dung bắt và sát hại, thì cái nền móng ông gây dựng vẫn được các cựu thần nhà Lê phát huy. Nước Việt từ đó bị rơi vào vòng xoáy nội chiến Lê Mạc, rồi đảng ngoài đảng trang, khiến máu đổ khổ đau không ít, cho đến khi vua Gia Long Nguyễn Ánh thống nhất đất nước thông suốt từ Nam ra Bắc. Quay trở lại bối cảnh của Trần Tự Khánh thời điểm lập Huệ Văn Vương làm vua. Nếu tình trạng đất nước hai vua cùng việc các sứ quân nhau nhau nổi lên như nhà Bắc Giang Vương Nguyễn Nộn, Hiền Tín Vương Lý Bát, Hồng Hầu Đoàn Văn Lôi, Hà Cao ở Quy Hóa, thì mảnh đất Việt Nam nhỏ bé khi ấy sao tránh khỏi cảnh máu thành sông, xương trắng đồng. Nguy hiểm nhất là nếu không kịp thống nhất để tạo thành một khối vững mạnh thì chẳng mấy chốc làm mồi ngon cho vó ngựa phương Bắc. Nhưng mà rất may là Trần Tự Khánh có những quyết định rất sáng suốt
với các nước cờ cao tay để nhanh chóng thống nhất đất nước. Trần Tự Khánh vừa đánh dọa Lý Huệ Tông nhưng lại vừa chìa tay để tỏ ý đón vua về. Hành động có tính biểu tượng cao nhất của Trần Tự Khánh là việc vào tháng 11 năm 1215 đem trả vua cái mũ Bình Thiên. Mũ Bình Thiên là mũ chỉ vua được dùng và Khánh lấy được nó trong một lần đánh vào cung. Hành động này ngầm cho nhà vua hiểu rằng Khánh vẫn coi Huệ Tông là vua. Đến tháng Giêng năm 1216, Huệ Tông cùng với Đàm Thái Hậu ngự ở Thảo Điện để thị triều, Trần Tự Khánh trả lại cái ghế bằng vàng. Hành động này có tính chất biểu tượng, hệt như việc trả mũ Bình Thiên. Thông điệp của Khánh rõ ràng khi lặp lại hai lần và vua Huệ Tông bắt đầu nghĩ đến chuyện hợp tác. Và một hành động cực kỳ quyết đoán của Trần Tự Khánh để làm yên lòng Huệ Tông khi ấy là phế vua Huệ Văn Vương từng được Khánh dựng 2 năm trước. Tự Khánh coi như là bỏ quân bài quan trọng để giữ chính danh cho mình trong 2 năm để đổi lấy lòng tin của Huệ Tông. Có lẽ là thông tin tình báo từ cô em Trần Thị Dung đang làm hoàng hậu của Huệ Tông đã giúp Tự Khánh đi nước cờ mạo hiểm này và đã thành công. Vua Huệ Tông làm thêm một phép thử nữa là vào tháng 5 năm 1216, sai sứ xin binh của Trần Tự Khánh để đánh Đỗ Nhuế. Trần Tự Khánh phụng chiếu của Huệ Tông ngay và đánh. Đỗ Nhuế lại chạy về với Nguyễn Nội. Sau khi nhận những tín vật quan trọng và thấy sức mạnh của quân đội nhà Trần, thì Trần Huệ Tông lại có ý trở về nương náu với nhà Trần. Thêm một lý do nữa để Lý Huệ Tông quyết tâm sang nhờ ông anh vợ Trần Tự Khánh là do thúc ép của Trần Thị Dung. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép, thấy Tự Khánh là người phản chắc, Thái Hậu nhiều lần chỉ vạch phu nhân là bè đảng của giặc, khuyên nhà vua ruồng bỏ nhưng nhà vua không nghe. Thái Hậu bắt phu nhân phải tự sát nhưng nhà vua ngăn cản lại. Thái Hậu lại bỏ thuốc độc và các thức ăn, thức uống của phu nhân. Cứ mỗi bữa ăn, nhà vua lại chia sẻ cho phu nhân một nửa và cho cùng ở chung, chứ không để rời khỏi bên mình. Rồi đang đêm, nhà vua cùng với phu nhân vi hành lén đi. Đại Việt Sử Lược ghi chép rõ hơn cảnh Tự Khánh đón vua. Ngày Giáp Thìn, tháng 5 năm 1216, nhà vua cùng với phu nhân là Trần Thị ban đêm sang trại quân Thuận Lưu để theo về với Trần Khánh. Ngày hôm sau, nhà vua gặp viên tướng của ngài là Vương Lê đem thuyền đến đón. Lúc bấy giờ, Thái Hậu và con của nhà vua là công chúa đều lẩn tránh ở Ô Kim. Trần Tự Khánh thấy nhà vua thì mừng rỡ lắm, các tướng sĩ đều đánh trống, nhảy múa hoan hô nhà vua. Sau khi có được Huệ Tông thì thế lực nhà Trần đã có danh chính ngôn thuận để đánh bại các thế lực cát cứ khác. Tự Khánh cùng thượng tướng quân Phan Lân chỉnh đốn lại quân triều đình, rèn đúc vũ khí, huấn luyện sĩ tốt, khí thế quân đội lên cao, phấn chấn đi đánh phản loạn. Tình hình quanh kinh thành đã tạm yên, Tự Khánh rước vua Huệ Tông về thành Thăng Long. Tháng 6 năm 1217, Đoàn Thượng đem lực lượng ra hàng, được phong tước vương. Tháng 6 năm 1218, Trần Thừa và Trần Tự Khánh gả em gái là Trần Thị Tam Nương cho Đoàn Văn Lôi, tước Hồng Hầu, thu phục đất Hồng Châu. Và hôn sự này đã loại trừ được một thế lực cát cứ lớn nhất là họ Đoàn. Tự Khánh chuyển sang đánh quân Nguyễn Nội ở Bắc Giang, Nguyễn Nội thua to. Đến năm sau thì các tướng của Nội đều ra hàng. Tự Khánh đánh dẹp, thu phục các lực lượng cát cứ ở Quốc Oai, Cam Giá. Các thuộc ấp ở Phong Châu đều ra hàng. Nguyễn Bát, Hiền Tín Vương ở Tử Liêm, Hà Nội ngày nay phải bỏ chạy lên vùng thiểu số An Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hà Cao ở Quy Hóa không chạy thoát, nên là Cao cùng vợ con thắt cổ chết. Đến tháng 5 năm 1220, chấm dứt hoàn toàn nạn cát cứ ở các địa phương, đất nước trở lại yên bình. Đã có người so sánh Tự Khánh giống như Tào Tháo mượn danh nhà Hán để đi đánh bại các thế lực cát cứ mạnh như là Viên Thiệu, Viên Thuật, Lã Bố, Mã Đằng, Trương Lỗ để đặt nền móng cho việc hình thành nhà Ngụy sau này. Nhưng mà Tự Khánh còn giỏi hơn Tào Tháo ở chỗ là đã thống nhất được nước Việt, chứ Tào Tháo cuối đời vẫn không làm gì được Lưu Bị và Tôn Quyền. Và quan trọng hơn là nhờ Tự Khánh thống nhất được đất nước từ năm 1220 mà nhà Trần có thời gian nuôi sức dân, hàn gắn lòng người để có sức mạnh đối chọi với vó ngựa Nguyên Mông sau này. Chỉ có điều, tại sao con cháu trực hệ của Trần Tự Khánh không được bước tiếp vào vũ đài lịch sử là điều sẽ được tiếp tục phân tích sau đây. Cho dù là Trần Tự Khánh muốn tìm ngôi vua cho con mình hay là cho mình, thì việc đánh đông dẹp bắc, thao túng triều đình của ông đã giải tỏa xong con đường cho gia tộc nhà Trần thay nhà Lý giữ ngôi vua. Điều này thì suy cho cùng cũng là một bước tiến thuận lợi cho dân tộc trong việc làm cho Đại Việt mạnh mẽ lên cùng nhau trước mối đe dọa từ phương Bắc. Vai trò của Trần Tự Khánh trong cơ nghiệp nhà Trần là điều không phải bàn cãi. Khi ông đánh đông dẹp Bắc,
trong thì giữ vua Lý, ngoài trấn áp chư hầu. Nhưng mà Trần Tự Khánh cũng không phải trung thần của nhà Lý, mà cũng không hẳn vì nhánh của người anh Trần Thừa giống như Trần Thủ Độ. Nếu mà Trần Tự Khánh là tôi trung của nhà Lý, thì ông đã không vài lần mang quân đánh lại Lý Huệ Tông, cũng như không mang quân đốt cung vua. Nắm binh quyền trong tay, thì Trần Tự Khánh đã nghĩ đến việc tự lập trở thành vua, chứ không phải là vun vén cho chi trưởng của Trần Thừa. Đại Việt Sử Lược có quan điểm thân nhà Trần thì dẫn chi tiết là Thái úy, tức là Trần Tự Khánh, dẫn binh đến trạm nỗ ngồi nghỉ. Thái úy dẫn chơi, chỉ cái cành nhỏ trên cây mà bảo kẻ tả hữu rằng, như ta làm vua, bọn các ông xem ta bắn cái cành cây nhỏ kia một phát thì trúng. Thấy vậy thì bọn quân tướng đều vừa sợ vừa phục. Nhưng mà một lát sau thì cái trạm nỗ ấy sụp đổ, đè phủ lên người Thái úy. Quân sĩ sợ lắm, vội lo bới tìm mãi mới thấy Thái úy. Vậy mà Thái úy vẫn không hề ấn gì. Vào thời xưa, việc nêu ví dụ mình làm vua vốn đã là hành động bất trung rồi, nên câu nói của Trần Tự Khánh không khác gì để đánh tiếng cho chư tướng xung quanh. Việc bắn trúng cành cây nhỏ giống như thông điệp trời giúp ta làm vua vậy, nên bọn quân sĩ càng sợ càng phục. Ngay cả cái chi tiết trạm sụp đổ đè lên người Tự Khánh mà cũng không hề ấn gì, càng để chứng tỏ viên tướng này có sức khỏe được trời che, là chân mệnh thiên tử. Một chi tiết khác nêu bật tham vọng nối ngôi vua nhà Lý của Trần Tự Khánh là cầu hôn hoàng gia. Trong vở kịch nhà Lý trao ngôi cho nhà Trần thì chìa khóa chính là việc chuyển ngôi qua hôn nhân giữa Lý Chiêu Hòa và Trần Cảnh. Vở kịch đó được hậu thế cho là một bàn tay của Trần Thủ Độ dàn dựng, nhưng mà trên ghi chép thì Trần Tự Khánh đã tính tướng từ trước khá lâu. Có điều, Trần Tự Khánh không nhắm cho người cháu Trần Cảnh mà lại nhắm cho chính con trai mình là Trần Hải. Đại Việt Sử Lược chép tháng 10 năm 1222, mùa đông. Nhà vua cùng Thái Hậu ngự ở Điện Thiên An xem con của Thái Úy là Hiển Đạo Vương, tên Hải, dâng nạp lễ vật cầu hôn. Việc một người đang nắm giữ binh quyền như Trần Tự Khánh cầu hôn cho con trai với công chúa, thì Lý Huệ Tông có thể từ chối vào thời điểm đó không? Sử không ghi chép, nhưng chúng ta có thể đoán rằng Huệ Tông không thể từ chối. Và nếu mạch lịch sử đó theo đúng toan tính của Tự Khánh, thì con của ông sẽ trở thành phò mã, rồi sau đó trở thành vua đầu của nhà Trần như cách mà Trần Cảnh sau này làm. Khi ấy, Trần Tự Khánh sẽ trở thành Thái Thượng Hoàng và danh chính ngôn thuận làm người lãnh đạo của triều đình. Nhưng mọi toan tính của Tự Khánh đều trôi ra sông ra biển khi ông qua đời một cách đáng ngạc nhiên vào cuối năm 1223. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép vòn vẹn câu tháng 12, Trần Tự Khánh mất, dùng anh Hoàng hậu là Trần Thừa làm phụ quốc Thái úy. Nên là không phải ai cũng thấy được cái lắt léo ở bên trong. Đại Việt Sử Lược thì chép rõ hơn. Đầu mùa đông, Thái úy đánh quân Sơn Lão ở Sách Mông, tháng Chạp, ngày Kỷ Mão, phụ quốc Thái úy Trần Tự Khánh lìa Trần trong ngôi nhà ở Phù Liệt. Như vậy có thể thấy rằng vài tháng trước khi qua đời, Tự Khánh vẫn rất khỏe mạnh nên mới cầm quân đánh giặc được vậy, mà sau đó đột tử. Cái sự đáng ngờ tiếp theo là sau khi Tự Khánh qua đời, Trần Thừa trở thành Thái úy, thì vai trò của Trần Hải, con trai của Trần Tự Khánh biến mất. Trần Tự Khánh mất khi ngoài 50 tuổi, thì Trần Hải có lẽ cũng đã trưởng thành và khẳng định được phần nào tài năng. Bản thân Tự Khánh cũng rất chú ý bồi dưỡng cho con trai nên đã tập trung xây dựng sẵn danh vọng cho Trần Hải. Năm 1217, khi Lý Huệ Tông về nương nhờ dưới quân của Trần Tự Khánh, thì đã dùng Tự Khánh làm Thái úy. Những lúc triều bái nhà vua thì không phải xưng tên. Con trưởng của Trần Tự Khánh là Hải làm tước vương. Thời nhà Lý thì tước vương vốn chỉ dành cho người thân cùng họ với vua hoặc có công lao đặc biệt. Ngay cả Lý Thường Kiệt vốn là người họ Ngô sau được ban họ vua thì cũng chỉ được phong làm phụ quốc thái phó, giao thụ chư trấn tiết độ, đồng trung thư môn hạ, thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc thượng tướng quân và mang tước khai quốc công. Sau khi Lý Thường Kiệt mất thì vua Lý Nhân Tông cũng chỉ phong ông là Việt quốc công chứ không phong vương. Hay như là Tô Hiến Thành, cả đời lập ba công trạng thì mãi đến lúc 73 tuổi mới được Lý Anh Tông phong tước vương như cách gia ân để ông gắng phò tá Âu Chúa Lý Cao Tông. Vậy mà Trần Hải khi đó nhờ ảnh hưởng của người cha Trần Tự Khánh đã được phong vương, coi như là hạt giống trụ cột sau này không chỉ của gia tộc nhà Trần mà có lẽ được nhắm đến vai trò chủ chốt gánh vác ngai vàng. Vậy mà sau khi Tự Khánh qua đời thì Trần Hải không còn tí danh vọng nào và không còn được lịch sử nhắc tên. Cuộc cầu hôn của Trần Hải với công chúa nhà Lý cũng không bao giờ được nhắc nữa. Ông bác Trần Thừa không bảo trợ tiếp cuộc hôn nhân giữa Trần Hải với hai công chúa nhà Lý
mà dành luôn hai chỗ quan trọng đó cho hai người con của mình. Như chúng ta đã biết, Lý Huệ Tông có hai công chúa đều được ban hôn cho con của Trần Thừa. Người chị Lý Oanh, tức là Thuận Thiên công chúa, ban đầu kết hôn với Trần Liễu, còn người em là Lý Phật Kim, tức là Lý Chiêu Hoàng, kết hôn với Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông, đương nhiên Trần Hải bị ra rìa. Khi Trần Tự Khánh còn sống, thì lúc xếp công ban thưởng, cha con của Trần Tự Khánh đều hơn cha con của Trần Thừa. Lúc Trần Tự Khánh được phong làm thái úy, ra vào không phải xưng tên. Trần Hải được phong vương, thì Trần Thừa mới được phong làm liệt hầu dưới cả tước công. Trần Thừa cũng chỉ được phong chức quan nội thị phán thủ, một chức quan ở nội thị sảnh, giữ chức hầu hạ trong cung, vâng tuyên chế lệnh. Với đặc cách là mỗi khi có lễ tiệc lớn được cho ngồi dự ở Điện Thiên An, con trưởng của Trần Thừa là Trần Liễu cũng chỉ được phong quan nội hầu chứ chẳng có tước gì hết. Thì có thể thấy rằng tuy người nhà Trần chia nhau cài cắm triều đình từ trong ra ngoài, nhưng mà vẫn có sự phân biệt. Nhánh của Tự Khánh nắm binh quyền nên có ưu thế rõ ràng hơn so với nhánh của Trần Thừa gần gũi với nhà vua nhưng lại không có thực lực. Về nguyên nhân cái chết của Trần Tự Khánh thì chúng ta không có bằng chứng gì để lạm bàn, nhưng mà sau khi không còn Tự Khánh thì nhánh của Trần Thừa đã nắm lấy quyền lực. Ngoài thì Trần Thừa làm thái úy, trong thì Trần Cảnh làm nội thị, chính thủ. Trần Liễu cũng được phong làm phụng càn vương, chứ không còn kém vế so với người em họ Trần Hải. Nhưng còn Trần Hải, một trong những người họ Trần đầu tiên được phong vương thời Lý thì không được nhắc tên. Nhưng mà dù Trần Tự Khánh muốn tìm ngôi vua cho mình hay cho con trai mình, thì việc đánh đông dẹp bắc, thao túng triều đình của ông đã giải tỏa xong con đường cho gia tộc nhà Trần thay nhà Lý giữ ngôi vua. Điều này suy cho cùng cũng là một bước tiến thuận lợi cho việc Đại Việt đoàn kết trước mối đe dọa từ phương Bắc. Sau khi Trần Thái Tông lập ra nhà Trần, truy phong cho ông thành Kiến Quốc Đại Vương, ghi nhận sự quan trọng của ông trong việc thành lập nhà Trần.